Xin chào các bạn. Video hôm nay chia sẻ các bạn về kỹ thuật phát bóng bay nhé. Trong bóng chuyền, cái quả phát bóng rất là quan trọng. Nếu như các bạn có sở trường về phát bóng thì các bạn có thể phát bóng ăn điểm trực tiếp, hoặc nếu như không ăn điểm trực tiếp thì các bạn cũng phá được bước một của đối phương, làm đối phương giảm đi cái sức tấn công rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn học sinh, khi thi đấu giải học sinh, đội nào mà phát bóng tốt thì gần như giành phần thắng trong trận đấu rất là cao. Nhưng đâu phải đội nào cũng phát bóng tốt đâu các bạn. Để phát bóng được tốt, các bạn phải nắm được cái kỹ thuật phát bóng bay cơ bản. Từ đó các bạn mới làm nền tảng để phát triển lên thành cái kỹ xảo phát bóng của mỗi người. Chính vì vậy, cái video hôm nay mình chia sẻ đến những cái bạn mà mình phát bóng chưa tốt, chưa nắm được cái kỹ thuật phát bóng bay cơ bản, thì có thể tham khảo cái video này. Hy vọng có thể giúp ích cho các bạn trong vấn đề phát bóng nha. Tư thế chuẩn bị là các bạn nào mà thuận tay phải thì các bạn đứng chân phải phía sau, chân trái phía trước. Đây là phát bóng cơ bản, cho nên phát hướng nào là chúng ta mũi chân thẳng hướng đó nha. Tiếp theo, tay trái của các bạn cầm bóng đưa ra phía trước ngang tầm ngực và thẳng với cái vai phải. Tay phải các bạn đưa lên và mở sẵn cái vai ra luôn. Và cái tay, bàn tay phải của mình á, là giữ thẳng và chắc cái tay. Cách tung bóng là các bạn tay trái đưa bóng ra phía trước ngang tầm ngực của mình, thẳng phía bên tay phải. Và khi tung bóng, các bạn từ ngang tầm ngực lên tới ngay cái mặt là chúng ta rời cái tay, năm ngón tay xòe đều ra để cho bóng lên không xoáy. Khi chúng ta tung bóng vừa, bóng nó vừa qua ngay cái bàn tay phải của mình rồi, đừng cao quá. Cao quá là chúng ta sẽ phát bóng không chuẩn. Thì đây là mặt sau và tâm bóng ở đây. Thì các bạn tiếp xúc cái lòng bàn tay vô dưới cái tâm bóng một chút xíu. Khi các bạn tiếp xúc chính xác lòng bàn tay vô ngay cái bóng á, thì nó sẽ ép cái bóng đi lắc, đối phương rất là khó đỡ. Nếu các bạn tiếp xúc mà không đều, lệch hai bên thì trái bóng sẽ bị xoáy. Một quả tung bóng chuẩn cộng với động tác tay đúng thì chúng ta sẽ có một cái quả phát bóng hiệu quả như thế này. Một số bạn thường hay mắc cái lỗi là phát bóng ra ngoài cuối sân. Nguyên nhân các bạn phát bóng ra ngoài là các bạn chưa nắm được cái động tác kết thúc của cái quả bóng. Khi mà chúng ta phát bóng á, các bạn đẩy luôn cái tay luôn đi luôn, cho nên bóng nó sẽ ra ngoài. Vì vậy, để khắc phục, các bạn phải biết nắm được cái động tác kết thúc của cái quả bóng như thế nào. Các bạn phải có cái động tác kết thúc là ghì trái bóng xuống chút xíu. Khi trái bóng chúng ta sắp rời tay của chúng ta, trái bóng ở đây sắp rời tay nè, là chúng ta ghì nhẹ chút xíu xuống. Nhẹ xuống xíu thôi là bóng qua sân đối phương là nó sẽ giật xuống. Như vậy thì các bạn cứ 10 trái là bảo đảm nó sẽ giật xuống 10. Còn các bạn thiếu động tác ghì nhẹ là nó sẽ đi luôn. Và chú ý là chúng ta ghì nhẹ vừa thôi nha, một động tác vừa nhẹ thôi. Các bạn mà ghì mạnh quá là nó cắm vô lưới liền đó nha. Nếu các bạn có một mình thì các bạn có thể tập luyện phát bóng với tường. Các bạn đứng cách cái tường khoảng 10 đến 11 mét và chiều cao mình phát vô tường khoảng 2-3 mét. Cứ phát vô tường dội ra ngay người. Nếu các bạn có nhiều bóng và có bạn hỗ trợ mình thì mình có thể lấy một xe bóng tập phát liên tục để cái độ cảm giác bóng của mình nó được tốt hơn. Mình vừa chia sẻ kỹ thuật phát bóng bay. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy like và đăng ký kênh để xem tiếp những kỹ thuật sau nhé.
Nếu các bạn nào có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.